Chào mọi người, giới thiệu với mọi người một bộ ấm trà của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn nhé. Dòng này là dòng men ngọc thạch, dung tích ấm là 450 ml, chén miệng đường kính là 6,5 và chiều cao là 4,5. Đĩa lót của chén là 9,5 và đĩa lót của ấm là 12 nhé. Một bộ bao gồm một ấm 6 chén 7 đĩa, mọi người có thể mua thêm chén đĩa lẻ thoải mái nhé. Hiện tại ở kia đang dùng bộ phụ kiện 4 món: hũ trà, gạt tàn, ống đựng và cái ống đựng tăm. Giờ mình sẽ quay cận vào cho mọi người nhìn nhé. Quay cận vào cho mọi người nhìn. Riêng cái bộ này thì chất men bóng lắm, bóng như gương ấy. Từ đáy này, chỉn chu, gọn gàng, sắc nét nhé. Bộ này thì nghệ nhân làm hai lớp men, một lớp men nâu đen bên dưới và một lớp men chảy ngọc thạch đây, gốm mộc nhé. Cái bộ này có một cái hay là bên trong lòng ấm thì không tráng men, giúp lưu giữ hương vị thơm ngon của trà, gọi là gốm mộc đấy. Bên ngoài thì phủ men hòa biến, vệ sinh lau chùi thì rất là đơn giản, vệ sinh lau chùi rất đơn giản nhé, lau cái nó sạch, không bám cặn trà với cái chất men này đâu, bóng lắm. Quay cái men này chảy mọi người nhìn như cái thác nước, khi mà ngồi uống trà mọi người có thể bình phẩm về những cái chất men này, đẹp lắm, nhìn như những thác nước đang chảy từ trên xuống đây. Mỗi một bộ nó sẽ chảy khác nhau nhá, chứ nó không phải bộ nào cũng giống như bộ nào đâu, thì cái quý của nó là thế, hàng hòa biến mà. Bên trong lòng đây, gờ nắp rất là cao nhé, gờ nắp cao này. Bên trong lòng hiện tại là đang đục 7 lỗ. Đây mọi người nhìn cái lỗ đục thì rất là gọn gàng, chỉn chu này, không bị lem nhem nhé. Màu này là màu của xương đất đấy, màu xương đất nó sẽ màu như thế này. Đây mình sẽ quay cái chén cho mọi người nhìn này. Đây là cái chén nhé, chén bên trong lòng hoa này, men bóng lắm, từ đáy nhá. Đây mọi người nhìn, hàng của nghệ nhân sẽ làm rất là chỉn chu, vuông thành, sắc cạnh, gọn gàng, sắc nét. Chén cũng hai lớp men, chén cũng hai lớp men. Tất cả chén đĩa và các món phụ kiện đều được chuyển logo như thế này, chuẩn logo nghệ nhân nhé. Mọi người nhìn cái lớp men, kể cả lớp men lót thôi mà cũng đã rất bóng rồi, sang những cái lớp men này, lớp men gọi như cái áo bên ngoài ấy. Bóng lắm. Đây là đĩa lót của chén này đấy, không cái đĩa nào nó giống cái nào đâu. Mọi người nhìn thấy, rất là chỉn chu nhá, cái đoạn men với cả cái phần xương đất ấy, làm chỉn chu lắm. Đây cái đĩa này nó chảy không cái nào giống cái nào cả, mỗi cái nó chảy một kiểu, mỗi cái nó chảy một kiểu nhé. Đấy là cái quý của cái hàng hòa biến này. Là cái gạt tàn thuốc này, gạt tàn thuốc đấy nhé, gì đấy đấy, chỉn chu thôi. Đây là cái hũ đựng trà này, hũ đựng trà bên trong là để gốm mộc này, nó hút ẩm tốt lắm, không sợ trà bị ẩm mốc đâu, hút trà tốt, hút hút ẩm tốt, nó bằng gốm mà. Cái màu này là màu bền vĩnh cửu nhá, trừ khi làm rơi vỡ thôi, chứ còn cái màu này nó sẽ trường tồn với thời gian đấy. Cái ống này để mọi người đựng nhé. Và mọi người đựng, một là dụng cụ pha trà, hai là mọi người khi mà mọi người tráng trà xong mọi người đổ cái nước nước dư vào đây này đấy, đổ vào đây. Đây là cái ống đựng tăm này, một bộ phụ kiện đi kèm như thế này. Khi mình bày trí ở trên bàn thì bày trí đủ bộ nó sẽ đẹp nhá, nó sẽ đẹp, nó sang. Gõ thử âm thanh cho mọi người nghe nhé. Riêng những bộ chén của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn thì cái chất đất
đất thì còn phải bàn rồi. Chất đất có quặng, quặng trong quặng nó có sắt nữa, kim loại sắt sẽ cho cái âm thanh cực đanh ấy. Nghe cái âm thanh nó con như kiểu là hai cái miếng sắt mình đập vào nhau ấy. Bởi vì bên trong đất là nó nguyên tố vi quặng rồi, vi quặng sắt. Trong đất nó có nguyên tố vi quặng sắt thì mới cho ra được cái âm thanh như vậy nhé. Nếu mọi người quan tâm đến sản phẩm, mọi người liên hệ qua số điện thoại mình đang để bên trên video nhé. Mẫu này thì có hai phiên bản nhé, một là phiên bản chén lòng hoa như thế này này, một là phiên bản chén lòng men nhé. Mình sẽ bỏ cái chén lòng men ra để cho mọi người tham khảo. Có hai phiên bản. Sang đây là phiên bản chén lòng men này. Chén lòng men thì nó sẽ to hơn, nhỏ hơn cái chén lòng lòng hoa một chút nhé. Nhưng mà những cái chén của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn thì mọi người nhìn này, khép vào với nhau này, nó đều nhau lắm, nó tròn đều lắm, rất là dày, nó tròn đều. Cái này là do xương đất kỹ thuật nung. Đây là bộ không hoa này. Đây kể cả những cái chén có hoa đây mọi người nhìn nhé. Nó tròn lắm, làm thủ công nhưng mà rất là tròn nhé. Cái này là do xương đất kỹ thuật nung đấy. Đấy, nó tròn đều. Mình là Khánh, người sẽ giúp khách hàng trải nghiệm những bộ ống chén gốm của Bát Tràng. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Và đây là một kênh thông tin chuyên giới thiệu và chia sẻ về những bộ ống chén đẹp của Bát Tràng. Và mình sẽ liên tục cập nhật, đưa lên trên kênh những bộ ống chén mới nhất của Bát Tràng để cho mọi người tham khảo. Ở mình thì không phải là người trực tiếp sản xuất ra những bộ ống chén, nhưng mình sẽ là người thay khách hàng trải nghiệm và tìm kiếm những bộ ống chén có thể là phù hợp với mọi người. Nếu như mọi người mà đang quan tâm đến những mẫu ống chén của Bát Tràng thì mọi người lên trên kênh, đường link thì mình sẽ để ở dưới mục mô tả của video. Mọi người lên trên kênh và vào mục danh sách phát tìm kiếm những dòng ống chén mình đã chia thành từng mục rõ ràng. Mọi người vào trong đó và mọi người tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với mình. Một bộ ống chén với chất lượng tốt thì ngoài vẻ đẹp, bộ ống chén còn phải rót nước làm sao cho chỉn chu, dòng nước mượt đều. Và tất cả những bộ ống chén mình đã đều làm thành video chi tiết nhất để cho khách hàng có thể hiểu rõ hơn được về những sản phẩm khi mọi người có thể quyết định đưa ra lựa chọn sản phẩm nào. Rất mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách đăng ký và chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam.